Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món gỏi cuốn chay. Ở đây thì mình dùng là 6 miếng đậu hũ chiên nha. 6 miếng này khoảng 600 gram. Mỗi một miếng khoảng 100 gram với một cây chả chay. Hoặc các bạn có thể là dùng mì căng cũng được. Mình có là khoảng 2 phần 3 trứng giấm. Cà rốt thì mình có một củ cà rốt khoảng 250 gram thì mình sẽ bào sợi. Giấm này thì mình sẽ cho vào đây để hồi mình làm được chua. Tương đen. Tương đen mình dùng khoảng 150 gram. Một ít nước cốt tắc, khoảng 2 muỗng canh tỏi ớt băm. Nếu như bạn nào mà ăn chay mà kiêng tỏi thì các bạn mình có thể bỏ qua. Và sốt xá xíu. Sốt xá xíu các bạn dùng heo nào cũng được. Loại này thì chay mặn đều dùng được. Bịch này là 70 gram. Về nguyên liệu chính của mình sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm. Giấm ở đây mình dùng là giấm nuôi. Hoặc các bạn dùng giấm trong chai bán trong siêu thị cũng được, tùy theo độ chua của giấm mà mình sẽ nêm đường khác nhau nha. Mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh đường. Mỗi một muỗng canh là 15 gram nha các bạn. Khuấy cho tan đường. 1/4 muỗng cà phê muối. Rồi sau đó mình sẽ cho vào đây. Cái này mình các bạn trộn đều lên là mình ngâm đâu đó khoảng nửa tiếng, 1 tiếng là mình đã có thể mình ăn được rồi. Nếu như mà thấy nó chua quá thì mình cho thêm tí đường nữa. Trộn đều lên là được nha các bạn. Mình cho một ít dầu ăn vào chảo nha các bạn. Mình cho một ít tỏi ớt vào để mình phi. Các bạn không dùng tỏi thì mình dùng maro. Phi cho nó vàng thôi anh nha. Nó vàng là mình sẽ cho đậu hũ nè. Mình cho nước lọc vào đây nghe để nó khét tỏi. 300 ml nước lọc. Để lửa lớn cho nó sôi cho này. Mình cho sốt xá xíu vào. Sốt xá xíu thì dùng hiệu nào cũng được. Hoặc là có cái loại bột á. Bột xá xíu thì các bạn dùng loại đó cũng được nha. Mình dùng cái này cho nó tiện. Mình để cho nó sôi trở lại. Sau đó thì mình sẽ hạ xuống lửa vừa đó. Rồi kiểu giống như là mình khìa từ từ đó, cho nó rút gia vị vô. Các bạn để cho nó sôi liu riu như thế này nè. Đến khi nó cạn nha. Cho nó sôi nhẹ như thế này ta. Tiếp theo thì mình sẽ đi nấu tương nha. Mình cho một ít dầu ăn vào chảo, mình tiếp tục mình phi một ít tỏi ớt. Nó vàng rồi mình sẽ cho nước lọc rồi. Để hồi mình sẽ nói cái lượng nước lọc mình cho vào nha. Mình sẽ cho tương rồi nè, cho hết tương rồi luôn. Các bạn nhớ lưu ý là tùy theo độ mặn của tương mà các bạn nêm nếm đường khác nhau nha. Cái tương này của mình thì nó cũng mặn mặn ngọt ngọt. Nó cũng không có quá mặn. Mình cho vào đây là 250 ml nước. Giờ mình sẽ cho đường vào nha. Mình cho vào đây trước là 4 muỗng canh đường. Mỗi một muỗng canh là 15 gram nha. Nó sôi rồi mình sẽ cho nước mắm, tan đường rồi cho nước mắm vào nha, mình nêm nếm tùy lại. Mình sẽ dùng nước mắm chay, khoảng một muỗng cà phê nước mắm chay. Cái này mình nêm mặn mặn ngọt ngọt rồi được. Đây, nước mắm chay thì các bạn tìm mua ở trong siêu thị bán cũng rất là nhiều. Để giúp tạo độ sánh thì mình sẽ dùng là bột năng nha, mình cho một ít nước vào, mình cho vào. Ít sánh nhiều mình cho nhiều.
rồi, nó cho nó sôi lại rồi mình tắt bếp. Các bạn nếu như mà mình thích cái bơ đậu phộng á thì các bạn cho thêm bơ đậu phộng, nhưng mà trong bơ đậu phộng thì nó cũng đã ngọt rồi, do đó là mình nêm nếm bớt đường lại chút xíu. Mình thì mình không có cho bơ đậu phộng, mình cho nước cốt tắc vào. Độ chua thì tùy nha, mình điều chỉnh. Mình cho tầm 2 muỗng canh nước cốt tắc hoặc là chanh, hoặc các bạn dùng giấm cũng được. Chủ yếu mình cho độ chua một ít thôi để nó trung hòa lại vị mặn á. Khi nào nó nguội rồi mình mới cho cái phần tỏi ớt tươi còn lại vào, mình cho vào. Khoảng 5-7 phút thì mình lật mình trở lại để cho nó ngấm đều hai mặt. Bây giờ nó cạn rồi nè các bạn. Và mình sẽ tắt bếp nha. Mình để cho nó nguội, sau đó mình sẽ cắt mỏng nó ra. Thơm lắm, màu cũng rất là đẹp. Đậu hũ mình để nguội mình sẽ cắt thành miếng mỏng các bạn, hoặc là mỏng hay dày tùy theo các bạn nha. Chả cũng vậy luôn. Này mình cuốn được mấy cuốn rồi nè. Và mình sẽ cuốn chung với rau sống, giá, hẹ với một ít bún. Bánh tráng thì các bạn dùng hiệu nào cũng được hết nè. Cái này mình dùng, mình mua trong siêu thị Co.opmart. Mình sẽ dùng tay nha các bạn, tay mình rửa sạch này. Còn tay nó khó làm lắm. Mình cho lên một ít bún. Có thể gói thêm chả cũng được. Mình cho hẹ lên. Để mà nó không dính thì các bạn có thể mình thoa một ít dầu ăn. Mình có thể dùng dầu hành phi á, mình thoa một cái nhẹ bên hông này được rồi. Để khi mà mình để nó gì là nó không có dính. Còn nếu như mà thêm lớp á, mình chất thêm lớp thì mình để một cái bọc, hoặc là cũng có thể thay dầu cũng được, nhưng mà thay dầu nhiều quá đôi khi ăn ngán. Mình múc cái tương ra rồi mình cho cái đồ chua này lên nè. Mình có một ít đậu phộng rang và mình giả dập nó ra. Món này làm rất là đơn giản. Phần đậu hũ á, các bạn khìa chung với cái sốt xá xíu á, mình ăn chung với cơm cũng ngon lắm. Hoặc là mình làm món bún trộn với rau sống, mình chan cẩm tương vào. Chan cái phần tương này vào nè. Giờ mình sẽ ăn thử nha. Ngon vừa ăn nha các bạn. Với món ăn này thì mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công nha. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.